Cách để thay đổi số điện thoại liên kết với Apple ID trên iPhone. Đây là bài viết hướng dẫn cách thay đổi số điện thoại liên kết với Apple ID của bạn. Nếu vừa đổi số điện thoại, bạn cần cập nhật số điện thoại đáng tin cậy để không mất truy cập xác thực hai chiều và khôi phục tài khoản. Nếu iMessage và FaceTime vẫn hiển thị số điện thoại cũ, bạn có thể sửa thông tin trong settings. Ngoài ra, nếu Apple ID là số điện thoại thay vì địa chỉ email phổ biến tại Trung Quốc, Ấn Độ và một số vùng khác, bạn có thể cập nhật Apple ID sau khi chuyển sang số mới. 1. Phương pháp 1. Thay đổi số điện thoại đáng tin cậy. 1. Mở setting cài đặt của iPhone. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính hoặc trong thư mục Utilities, tiện ích. Việc cập nhật số điện thoại nhằm đảm bảo mỗi khi Apple cần gửi mã xác minh, chẳng hạn như khi bạn đăng nhập trên máy tính, thông tin sẽ được gửi đến số điện thoại đang dùng thay vì số cũ. Bên cạnh đó, việc này còn giúp bạn khôi phục tài khoản bị khóa. 2. Chạm vào tên ở phía trên màn hình. 3. Chạm vào Passwords and Security, mật khẩu và bảo mật. Đây là lựa chọn trong nhóm cài đặt đầu tiên. 4. Chạm vào Edit, chỉnh sửa. Bên cạnh Trusted Phone Number, số điện thoại đáng tin cậy. Đây là lựa chọn có các ký tự màu xanh dương. 5. Chạm vào Add a Trusted Phone Number, thêm số điện thoại đáng tin cậy. Lựa chọn này ở ngay bên dưới số điện thoại đáng tin cậy hiện có. 6. Nhập số điện thoại mới và phương thức liên lạc. Chọn mã quốc gia cho số điện thoại mới và nhập số điện thoại vào trường được cung cấp. Bạn cũng cần chọn cách xác minh số điện thoại đáng tin cậy thông qua cuộc gọi hoặc tin nhắn. 7. Chạm vào Send, gửi. Lựa chọn này ở phía trên màn hình. Đây là thao tác gửi mã xác minh đến số điện thoại mới nếu bạn chọn nhận thông tin qua tin nhắn. Nếu đã chọn cuộc gọi, bạn sẽ phải nhận cuộc gọi để nghe mã xác minh. 8. Nhập mã xác minh 6 chữ số được gửi đến số điện thoại mới. Sau khi xác minh, số điện thoại sẽ được thêm vào danh sách đáng tin cậy. 9. Chạm vào chấm tròn đỏ. Có dấu trừ ở bên cạnh số điện thoại mà bạn muốn xóa. Nếu bạn không thấy biểu tượng này, hãy chạm vào Edit bên cạnh Trusted Phone Number một lần nữa. 10. Chạm vào Delete, xóa, thông báo xác nhận liền hiển thị. 11. Chạm vào Continue, tiếp tục. Bây giờ số điện thoại đáng tin cậy đã được cập nhật. Apple khuyên người dùng thêm nhiều hơn một số điện thoại đáng tin cậy phòng trường hợp bị mất quyền truy cập điện thoại. Đó có thể là số điện thoại của người thân hay bạn bè, hoặc thậm chí số điện thoại Google Voice. 2. Phương pháp 2. Thay đổi số điện thoại iMessage và FaceTime. 1. Mở settings cài đặt của iPhone. Đó là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính hoặc trong thư mục Utilities, tiện ích. Nếu gần đây bạn đã đổi nhà mạng hoặc chuyển sang số điện thoại khác cùng mạng, bạn sẽ gặp sự cố khi gửi và nhận tin nhắn và thực hiện cuộc gọi FaceTime cho đến khi cập nhật số điện thoại trên iPhone. 2. Vuốt xuống và chạm vào Message, tin nhắn. Đó là lựa chọn trong nhóm cài đặt thứ 5. Bạn cần tìm biểu tượng bong bóng trò chuyện màu trắng trên nền xanh lá. 3. Chạm vào Send and Receive, gửi và nhận. Lựa chọn này ở ngay bên dưới nút trượt iMessage. Nếu nút trượt iMessage đã được tắt, bạn có thể chạm để mở nó. 4. Chạm vào số điện thoại mới. Số điện thoại đã được kết nối với iPhone sẽ hiển thị trong danh sách này. Nếu bạn không thấy số điện thoại mới, hãy trở về trình đơn Settings và chạm vào Phone, điện thoại. Nếu số điện thoại mới không hiển thị bên cạnh My Number, số của tôi, bạn cần chạm vào trường này để cập nhật số điện thoại ngay. 5. Chạm vào nút trở về 2 lần, thao tác này sẽ đưa bạn trở về trình đơn setting. 6. Chạm vào FaceTime, đây là lựa chọn ngay bên dưới Message. Bạn cần tìm biểu tượng máy quay phim màu trắng trên nền màu xanh lá. 7. Chọn số điện thoại mới bên dưới. You can be reached by FaceTime at, liên lạc qua FaceTime tại, và Caller ID, ID người gọi. Đây là cách đảm bảo khi người khác FaceTime với bạn hoặc bạn FaceTime với họ, cuộc gọi sẽ hiển thị số điện thoại đúng. Nếu số điện thoại cũ vẫn hiển thị trong những phần này, bạn cần chạm vào nó để bỏ dấu chọn. Phương pháp 3. Thay đổi số điện thoại khi Apple ID là số điện thoại. 1. Đăng xuất khỏi tất cả thiết bị mà bạn đã đăng nhập bằng Apple ID. Bạn chỉ sử dụng phương pháp này khi Apple ID là số điện thoại thay vì địa chỉ email và bạn muốn cập nhật số điện thoại. Sau đây là cách để đăng xuất khỏi các thiết bị. Mac. Mở trình đơn Apple, System Preferences, tùy chọn hệ thống, Apple ID, Overview, tổng quan. Nếu bạn đang dùng Hi Serial hoặc phiên bản cũ hơn, hãy nhấp vào iCloud.
nhấp vào nút Sign Out, đăng xuất, màu xanh dương, đánh dấu vào các ô bên cạnh toàn bộ dữ liệu mà bạn muốn giữ lại trên map. Chọn Keep a Copy, giữ bản sao, và chọn Keep on this map, giữ trên máy map này. iPhone, iPad hoặc iPod Touch. Mở ứng dụng Setting cài đặt, chạm vào tên, rồi chạm vào Sign Out, nhập mật khẩu của Apple ID, chạm vào Turn Off, tắt, đánh dấu vào các ô để giữ dữ liệu, chạm vào Sign Out và chạm thêm một lần nữa để xác nhận. iCloud for Windows. Mở ứng dụng iCloud for Windows và nhấp vào Sign Out. 2. Mở Settings. Đây là ứng dụng có biểu tượng bánh răng màu xám trên màn hình chính hoặc trong thư mục Utilities. Nếu đã chuyển đến một đất nước khác, bạn phải đổi vùng của iPhone trước khi có thể thêm số điện thoại tại đất nước đó. Để thực hiện việc này, bạn phải mở Settings, chạm vào tên và chọn Media and Purchase, truyền thông và mua hàng. View Account, xem tài khoản. Country, Region, quốc gia, vùng. Change Country or Region, thay đổi quốc gia hoặc vùng. Tại Trung Quốc đại lục hoặc Ấn Độ, bạn không thể thay đổi số điện thoại của Apple ID sang vùng khác. Tại Trung Quốc, bạn chỉ có thể cập nhật số điện thoại Apple ID với một số khác có mã quốc gia là +86. Tại Ấn Độ, số mới cũng phải có mã quốc gia là +91. 3. Chạm vào tên của bạn. Thông tin này hiển thị ở phía trên của trình đơn Settings. 4. Chạm vào Name, Phone Numbers, Email, tên số điện thoại email. Đây là lựa chọn đầu tiên. 5. Chạm vào Edit, chỉnh sửa. Đó là đường dẫn màu xanh dương bên cạnh Reachable at, liên lạc qua, ngay phía trên số điện thoại. 6. Chạm vào Delete, xóa, thông báo xác nhận liền hiển thị. 7. Chạm vào Continue, tiếp tục, và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình. Hướng dẫn trên màn hình sẽ giúp bạn thêm và xác minh số điện thoại mới. Sau khi được xác minh, số điện thoại mới sẽ liên kết với Apple ID. 8. Đăng nhập vào Apple ID trên thiết bị khác. Sau khi cập nhật số điện thoại, liên kết với Apple ID trên iPhone, bạn có thể đăng nhập vào mọi thiết bị đã đăng xuất trước đó.